Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thủ tọa Thiên Long Tinh, học trò tham kiến thầy. Nếu như nói mình muốn giết chết nhất ở Thiên Long Tinh này là ai, thì không còn nghi ngờ gì nữa chính là vị này. Đây suýt nữa đã trở thành sự tồn tại kẻ thù giết mẹ. Nhưng mà bây giờ lại sợ nhất định bị hắn phát hiện, bởi vì không ai biết cực hạn năng lực của người này ở đâu. Thủ tọa, người đứng thứ hai ở trong 18 kỵ sĩ rồng ánh sáng, Trung Chí Sương, chỉ đứng sau thủ tọa Thiên Long. Thực lực cực kỳ cường đại, lúc thủ tọa Thiên Long không ở đây, thì ông ta là người đứng đầu. 18 kỵ sĩ rồng cùng nhau xuất hiện, có cần phải coi trọng cuộc thi này đến thế hay không? Nghĩa nào là đến vì mình? Không, không thể nào. Đối phó với chúng mình thì cần gì phải dùng nhiều kỵ sĩ như này? Chỉ ít thì 12 người này ở đây đều là cường giả siêu thần cấp. Cấp bậc như này, diệt một tinh cầu chỉ trong thời gian nhấc tay mà thôi. Tuân theo lệnh của thầy. Lam, ta nhất định sẽ đánh bại cô. Ra chiêu đi. Trận này cho dù là thắng hay thua thì đều là câu chuyện được ca tụng ở trong Long tộc ta. Vậy thì cuộc thi bắt đầu. Không ổn, giáp trụ trên vai vậy mà lại dính giống như là nham thạch, dính lên long rực rồi. Thâm Lam ngưng thị. Thầy từng dạy dỗ mình, trên thế giới này sức mạnh tuyệt đối là khắc tinh của mọi thứ, chỉ cần tu vi của bản thân mạnh hơn, miễn dịch với nửa, thì bất cứ kỹ xảo gì cũng đều không quan trọng. Nếu như mình cản thì mình phải đỡ một đao khủng bố này. Nếu không đỡ thì mục tiêu của nhát đao này sẽ là Tú Tú trên không trung. Hướng đao khóa chặt không thể nào tránh được. Có điều Lam bỏ rơi Hoàng Tú Tú cực kỳ ngu xuẩn. Công kích của Tà Thiên Long thì cũng sẽ không thu hồi lại được nhát đao này. Chỉ dựa vào Hoàng Tú Tú thì không thể nào cản được một đao thần cấp này.